Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút thứ ba ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của tỉnh do ông Đinh Văn Thơ, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã công bố quyết định giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện Bát Sát. Đoàn giám sát được thành lập theo quyết định 1189 ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với 21 thành viên. Theo chương trình, đoàn sẽ kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới trong năm 2024 của huyện và tại một số xã trên địa bàn. Qua kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nếu có để tham mưu cho tỉnh, các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ, đảm bảo chương trình phát huy hiệu quả. Trung tâm Chính trị huyện Bảo Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 130 học viên đến từ một số chi đảng bộ, các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được nghiên cứu một số chuyên đề chính về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đường lối, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Đảng, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là các hoạt động ngoại khóa, tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, qua đó giúp các học viên hiểu về lịch sử, chủ trương đường lối của Đảng, nỗ lực rèn luyện, xác định động cơ phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng trong ngày 17 tháng 6, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 huyện Mường Khương tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tại các điểm thi của huyện. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, huyện Mường Khương có 622 thí sinh đăng ký dự thi với 28 phòng thi và 3 điểm thi. Tại các điểm thi, đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, nơi lưu trữ đề thi, bài thi, phòng thi chính thức, địa điểm thi dự phòng, phương án dự phòng trong trường hợp phát sinh sự cố, công tác phòng chống thiên tai, hoạt động tiếp sức mùa thi. Qua kiểm tra cho thấy các điểm thi cơ bản được chuẩn bị chu đáo và đã sẵn sàng cho kỳ thi. Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 huyện Mường Khương yêu cầu các điểm thi tiếp tục rà soát lại các điều kiện phục vụ kỳ thi, đảm bảo chuẩn bị chu đáo nhất cho kỳ thi diễn ra an toàn, thành công. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại một số tỉnh thành trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ cháy chung cư mini, cháy nhà trọ cho thuê, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng con người và tài sản. Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo, tăng cường kiểm tra xử lý, tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định trong phòng cháy chữa cháy vẫn diễn ra phổ biến. Tại thành phố Lào Cai, theo khảo sát, tại một số phòng trọ trên địa bàn, không ít hộ vẫn còn chủ quan với công tác này. Cơ sở cho thuê phòng trọ này có 19 phòng với 23 người đang sinh sống. Các phòng được xây dựng cách đây hơn chục năm, quy mô cấp 4, lợp mái tôn, đường dẫn điện chia đến các phòng đều do chủ nhà tự kéo. Qua kiểm tra cho thấy, việc đấu nối dây dẫn điện vào các phòng không đảm bảo an toàn. Nguy hiểm hơn là tình trạng dây điện trần, dây dẫn điện nhỏ hơn so với thiết kế sử dụng các thiết bị tiêu tốn điện năng như điều hòa, bình nóng lạnh, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy do quá tải. Vừa được đi học và vừa được tập huấn về cái phòng cháy chữa cháy, tự mình cũng cảm thấy là cũng có một số cái là chưa đạt, nhưng mà thời gian này nó mình đang khắc phục và sẽ khắc phục những cái phần còn thiếu sót mà chưa đảm bảo. Tiến hành kiểm tra 59 nhà trọ tại phường Kim Tân, chính quyền và lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 chủ hộ với các lỗi như tiêu lệnh chữa cháy đặt ở vị trí khuất tầm nhìn hoặc đã cũ, mờ, không nhìn rõ, thiếu nội quy về phòng cháy chữa cháy, đồng thời yêu cầu các hộ khắc phục ngay những bất cập, thiếu sót và kiên quyết tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở có nguy cơ mất an toàn cao. Đối với những cơ sở mà khi mà đã phát hiện ra những cái lỗi vi phạm thì sau 5 ngày chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra lại với đối với những cơ sở này. Và trong thời gian tới chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cái hộ kinh doanh cũng như là các hộ chủ hộ gia đình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Kim Tân. Theo thống kê, thành phố Lào Cai hiện có 586 nhà cho thuê phòng trọ, trong đó chỉ có 5 nhà thuộc quản lý của công an, còn 581 nhà thuộc quản lý của chính quyền xã phường. Qua kiểm tra rà soát cho thấy, phần lớn các nhà trọ xây dựng từ lâu đã xuống cấp. Một bộ phận người dân còn chủ quan, chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, nhiều công trình hoán cải từ nhà ở riêng lẻ sang nhà trọ, nhà cho thuê. Một số hộ bố trí tầng 1 làm nơi kinh doanh, tầng trên cho thuê, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
yêu cầu các cái cơ sở tự lắp đặt rồi là tự trang bị những cái điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thứ hai là trường hợp nào mà cố tình không chấp hành chây ý thì chúng tôi sẽ đề nghị là ủy ban các xã phường và các cấp có thẩm quyền để xử lý xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo an toàn phòng cháy đối với các nhà cho thuê, lực lượng chức năng, chính quyền các phường của thành phố đang tăng cường phối hợp kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ khắc phục thiếu sót, hoàn thiện quy định bắt buộc về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện, thành phố xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% công tác kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đối với thành viên Ban chỉ đạo Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, thực hiện kiểm tra giám sát định kỳ một quý một lần tại các thôn, các tổ tiết kiệm và vay vốn và các hộ vay vốn trên địa bàn xã. Ngoài ra, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân, kiểm tra sử dụng vốn vay của tối thiểu 75% hộ vay đang còn dư nợ đối với đơn vị cấp xã thuộc vùng có điều kiện khó khăn, tối thiểu 90% hộ vay đang còn dư nợ đối với đơn vị cấp xã không thuộc vùng có điều kiện khó khăn. Qua kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, về cơ bản hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại cấp cơ sở đã đi vào nền nếp, ổn định, góp phần tích cực trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. Theo Cục Hải quan tỉnh, 6 tháng đầu năm nay có 489 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 950,5 triệu đô la Mỹ. Tổng số doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu là 489, tăng 24 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 950,5 triệu đô la Mỹ, tăng 88,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là phốt pho vàng, gỗ ván bóc, lưu huỳnh, sầu riêng, thanh long, vải thiều, chuối, sắn, cà phê, giày dép. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón, hóa chất, nông sản, máy và các thiết bị cơ khí. Để hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi, Hải quan Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ nghỉ hè là thời gian để các em học sinh trải nghiệm những điều thú vị đầy sắc màu. Đối với các em ở vùng cao thì mùa hè càng trở nên đặc biệt hơn khi niềm vui được bắt đầu từ những công việc giản dị hàng ngày, từ sự gắn kết với thiên nhiên và gia đình. Tất cả những yếu tố ấy hòa quyện và tạo nên một bức tranh sống động, ý nghĩa. Xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại Linh Thảo đang có mặt tại thôn Bản Pho, xã Bản Qua, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nơi kỳ nghỉ hè của các em học sinh vùng cao mang một màu sắc thật đặc biệt, không có những lớp học kỹ năng, những trại hè hay là những chuyến du lịch, thay vào đó các em đã hòa mình với thiên nhiên, phụ giúp gia đình và tham gia vào những trò chơi đơn giản nhưng tràn đầy niềm vui. Hãy cùng với chúng tôi khám phá những ngày hè thật đặc biệt của các em học sinh vùng cao nơi đây nhé. Ánh nắng bao phủ khắp cánh đồng, đôi tay thoăn thoắt của em Trào Vân Chắn đang gặt lúa giúp đỡ gia đình đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Dù mới 14 tuổi, nhưng Chắn đã rất thành thạo các công việc đồng áng. Quanh năm cháu chỉ đi học, đợi đến lúc nghỉ hè là có thời gian để giúp đỡ ông bà bố mẹ làm những công việc như gặt lúa, nấu cơm, cấy, trồng ngô, chăn nuôi gia súc. Đây là những công việc rất quen thuộc đối với gia đình cháu. Câu chuyện của Chắn cũng là câu chuyện chung của biết bao đứa trẻ vùng cao. Kỳ nghỉ hè đối với các em không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là dịp để góp sức vào công việc gia đình, tạo nên nguồn thu nhập giúp trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho năm học mới. Nghỉ hè thì các bạn về nhà hỗ trợ bố mẹ rất nhiều, cũng như là bố mẹ có việc gì thì làm việc đấy, gặt lúa thì đi cùng gặt, có không thì rảnh thì đi cho chăn trâu, không thì mùa cấy thì vì hè nó có mùa cấy mùa gặt nữa thì vẫn đi cấy với bố mẹ. Thì bao giờ nhà trường tổ chức học lại thì các cháu mới quay lại về trường học. Ngoài những giờ lao động phụ giúp gia đình, những đứa trẻ vẫn tìm thấy niềm vui trong những trò chơi giản dị như bắn bi, đá bóng. Tiếng cười đùa hồn nhiên của các em như xua tan đi cái nắng hè oi ả. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và đoàn xã cũng có nhiều hoạt động phù hợp để mang đến cho các em một mùa hè trọn vẹn và ý nghĩa. Đối với trên địa bàn xã Bản Qua, các em học sinh các thôn vùng cao,
thì đời sống thì cũng còn gặp nhiều khó khăn. Khi xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động sinh hoạt của cháu ấy, thì đoàn xã cũng nghiên cứu cái thực tế của địa phương để tổ chức vào buổi tối để các em có thể dành thời gian thoải mái nhất. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những đứa trẻ vùng cao vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Ánh mắt ngây thơ, nụ cười trong sáng và sự chăm chỉ của các em đã tạo nên một bức tranh mùa hè tươi đẹp và đầy màu sắc cho bản làng vùng cao nơi đây. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự trong nước. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai, mang lại nhiều lợi ích cho người thụ hưởng và các cơ quan giải quyết chế độ chính sách. Tính đến cuối tháng 5 năm 2024, số người nhận chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân hàng tháng tại Quảng Ngãi là gần 28.000 người, đạt gần 55% tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Trong đó, số người nhận lương hưu chiếm gần 15.000 người với số tiền chi trả qua tài khoản trên 95 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi cũng đẩy mạnh thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp ngày càng nhiều các tiện ích giúp giảm thời gian chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân. Từ ngày 15 tháng 6 đến với Sơn Tây, thành phố Hà Nội, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm bay khinh khí cầu. Theo đó, du khách có thể chọn trải nghiệm bay khinh khí cầu theo hình thức bay neo cố định từ 10 đến 15 phút hoặc bay tự do từ 45 phút đến 60 phút tại khu du lịch ASEAN Resort và sân vận động thị xã Sơn Tây với những chiếc khinh khí cầu cỡ lớn được nhập từ các quốc gia phát triển cùng đội ngũ phi công được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Du lịch khinh khí cầu đưa du khách ngắm bình minh và hoàng hôn, chiêm ngưỡng những cảnh quan kỳ vĩ tươi đẹp của vùng đất Sơn Tây như thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, vườn quốc gia Ba Vì từ trên cao. Cùng với dịch vụ bay khinh khí cầu, địa phương sẽ tổ chức nhiều chương trình sự kiện trong dịp kỷ niệm 555 năm danh xưng Sơn Tây 1469-2024, 100 năm thành lập thị xã và 70 năm ngày giải phóng thị xã Sơn Tây, mùng 3 tháng 8 1954, mùng 3 tháng 8 2024. Ngày 17 tháng 10, 10 công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vegabon, khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh phải nhập viện do nghi bị ngạt khí. Cụ thể khoảng 11 giờ 20 phút, một số công nhân có biểu hiện buồn nôn, khó thở. Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, 10 công nhân của công ty được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Trung tâm Y tế cử đội cấp cứu lưu động vào hiện trường kịp thời cấp cứu và phân loại bệnh nhân, đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Vegabon tạm thời dừng hoạt động cho công nhân tạm nghỉ để theo dõi sức khỏe. Đến hiện tại, tất cả công nhân được đưa đi cấp cứu sức khỏe đã ổn định. Ủy ban Nhân dân thị xã Quảng Yên cũng đã thành lập tổ công tác, phân công lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã và các cơ quan chức năng làm công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả và chăm sóc sức khỏe cho công nhân. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, nước Pháp bắt đầu bước vào 2 tuần vận động cho cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Cuộc bầu cử sớm này được đánh giá là một bước đi mạo hiểm của Tổng thống Macron có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong cục diện chính trị Pháp hiện nay. Các ứng cử viên sẽ chạy đua vào 577 ghế tại Hạ viện cho cuộc bầu cử vòng 1 diễn ra vào ngày 30 tháng 6, trong khi vòng 2 có tính chất quyết định sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 tới. Tổng thống Pháp đã tuyên bố giải tán quốc hội và đề nghị tổ chức bầu cử lập pháp sớm hơn tới 3 năm, sau khi liên minh ôn hòa của ông thất bại trước lực lượng cánh hữu trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Dư luận tại Pháp cho rằng đây là quyết định mạo hiểm với ông khi có thể dẫn tới việc đảng cực hữu tập hợp quốc gia đứng đầu chính phủ và lãnh đạo của đảng này trở thành thủ tướng. Thủ tướng Israel đã giải tán nội các chiến tranh gồm 6 thành viên, được thành lập sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Thông tin trên được giới chức Israel xác nhận cùng ngày. Diễn biến này đã được dự báo từ trước, sau khi thành viên của Đảng Liên minh Quốc gia ngày 9 tháng 6 vừa qua tuyên bố rút khỏi nội các chiến tranh. Ông này cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử sớm để thành lập một chính phủ được nhân dân tín nhiệm và có thể đối mặt với những thách thức. Sau động thái trên,
Dự kiến Thủ tướng Israel giờ đây sẽ tiến hành tham vấn về cuộc chiến ở Gaza với một nhóm nhỏ các bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược, cũng từng là thành viên nội các chiến tranh. Tại cuộc họp ở Luxembourg, Bộ trưởng Môi trường của 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU đã thông qua luật phục hồi thiên nhiên, một văn bản pháp lý có tầm quan trọng đối với hệ sinh thái của lục địa già. Luật bảo vệ thiên nhiên là một trong những chính sách môi trường quan trọng nhất của EU, yêu cầu các quốc gia thành viên hành động để khôi phục môi trường thiên nhiên cho 1/5 diện tích đất và biển của khối vào năm 2030. Đây là luật môi trường đầu tiên được EU thông qua sau các cuộc bầu cử nghị viện châu Âu tháng này. Chính sách này nhằm mục đích đảo ngược sự suy giảm môi trường sống tự nhiên của châu Âu, bao gồm các mục tiêu cụ thể như khôi phục vùng đất than bùn để chúng có thể hấp thụ lượng khí thải carbonic. Hiện 81% môi trường sống tự nhiên của châu Âu được đánh giá là đang trong tình trạng suy yếu. Chính quyền bang Victoria của Australia cho biết đã tiếp tục phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao tại một địa điểm mới gần thành phố Melbourne của bang này. Đây là trang trại thứ 7 ở Australia bị phát hiện nhiễm virus này. Theo đó, virus mới nhất được phát hiện mang chủng H7N9. Virus phát hiện tại 6 trang trại trước đó đều là chủng H7N3. Các cơ quan chức năng của bang Victoria đã lập các khu vực kiểm soát và hạn chế đi lại xung quanh tất cả các trang trại phát hiện virus. Tuần trước, chính phủ Australia cho biết khoảng 1 triệu con gà, tương đương 5% số gà nuôi lấy trứng tại các trang trại phát hiện cúm gia cầm của nước này đã hoặc sẽ được tiêu hủy để ngăn chặn virus lây lan. Australia cũng khẳng định thịt gà, vịt và trứng gà vẫn đủ độ an toàn để tiêu thụ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.